tiềm năng phát triển của ngành công nghiệp thực phẩm hà lan là rất lớn và mong muốn phía malaysia hỗ trợ phát triển các trung tâm kiểm định chứng nhận tiêu chuẩn hà lan tại việt nam thúc đẩy xây dựng bộ tiêu chuẩn chứng nhận hà lan chung của đông nam á nam á nam thái bình dương cho hàng nông lâm thủy sản và cũng như hợp tác công nhận lẫn nhau về tiêu chuẩn hà lan cho thị trường hồi giáo trên thế giới là mong muốn của bộ trưởng bộ công thương nguyễn hồng diên tại buổi làm việc song phương với bộ trưởng cấp cao kiêm bộ trưởng thương mại quốc tế và công nghiệp malaysia ông seri mohamed asmin ali cùng đoàn công tác tại buổi làm việc bộ trưởng nguyễn hồng diên cũng đề nghị malaysia đẩy nhanh việc hoàn thành thủ tục trong nước tiến tới phê chuẩn hiệp định cptpp để có thể mang lại lợi ích đầy đủ và toàn diện cho tất cả các nước thành viên cptpp trong đó có việc thúc đẩy thương mại hỗ trợ thu hút đầu tư fdi Bộ trưởng Seri Mohamed Asminali Ali nhất trí việc cần thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực Hà Lan và cho biết ngoài thực phẩm và đồ ăn Hà ha Lan, hai bên có thể mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực khác như logistics, tài chính ngân hàng, khách sạn, chăm sóc sức khỏe, phục vụ cho cộng đồng người Hồi giáo. Bộ trưởng Seri Mohamed Asminali Ali cũng đề xuất ý tưởng hợp tác cung cấp các sản phẩm Hà Lan phục vụ SEA Games 2022 tại Việt Nam và cho biết Malaysia đang tích cực chuẩn bị để thông qua Hiệp định CPTPP. Malaysia đã hoàn tất những sửa đổi nội luật cần thiết để thông qua Hiệp định CPTPP và dự kiến sẽ chính thức phê duyệt. Hiệp định vào quý 3 năm nay, đồng thời mong muốn bộ công thương hỗ trợ trao đổi với các cơ quan liên quan phía Việt Nam để tháo gỡ một số khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp Malaysia đang đầu tư kinh doanh ở Việt Nam. Để thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác kinh tế thương mại song phương và hướng tới cân bằng cán cân thương mại giữa hai nước, hai bộ trưởng nhất trí duy trì và tái khởi động cuộc họp ủy ban hỗn hợp thương mại Việt Nam Malaysia. Đây là cơ chế quan trọng, hiệu quả thúc đẩy hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là thương mại, đầu tư, công nghiệp, nông nghiệp. Do đó, hai bên thống nhất sẽ trao đổi để tổ chức kỳ họp lần thứ tư trong năm 2022 tại Việt Nam để tiếp tục trao đổi kỹ hơn các nội dung hợp tác mà hai bên cùng quan tâm.